Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Đinh Mùi, tháng Mậu Tý năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tin hình, giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên hà thủy, ngày đinh mùi, tức can sinh chi, nghĩa là họa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thiên hà thủy, kỷ tuổi, tân sửu kỷ sửu ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, kỵ xỉu, đinh dậu, kỵ mùi, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày mùi, lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi, thành mộc cục, xung với xỉu, hình xỉu, hại tý, phá tuất và tuyệt xỉu. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi kỵ xỉu, tân xỉu, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ tố tùng sao cát khánh tốt mọi việc sao nguyệt giải tốt mọi việc sao thiên quý tốt mọi việc nhất là cưới hỏi về sao xấu trong ngày gồm có sao nguyệt phá xấu về xây dựng nhà cửa sao nguyệt hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa đổ mái xây bếp sao nguyệt hư xấu đối với việc giá thú mở cửa, mở hàng, sao ngũ quỷ, kỵ xuất hành, sao câu trận, kỵ an táng, sao độc hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xe bếp. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày tí mùi tương hại. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi tí nên kiểm soát sự nóng nảy của mình. Tránh nói ra những lời thiếu suy nghĩ sẽ làm hại tới bản thân và cả những người trong gia đình. Và với bạn tuổi tí, tính cách cực đoan của bản mệnh trong ngày hôm nay cũng chính là nguyên nhân khiến cho bạn dễ phạm phải kẻ tiểu nhân. Có những việc dù bạn không gây ra nhưng tình ngay lý gian chẳng thể nào giải thích rõ ràng để cho mọi người hiểu được. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy cái mối quan hệ của bạn tuổi Tý với nửa kia không được suôn sẻ cho lắm. Và với bạn tuổi Tý, sức chịu đựng của bạn liên tục được thử thách và sắp đến giới hạn cuối cùng và bạn không muốn lùi bước nhận nhịn thêm nữa khi mà người kia cứ mãi vô lý như vậy được. Thật ra, trong chuyện tình cảm là thứ rất khó có thể để nói rõ, phải trái, đúng sai, đôi khi bạn cần phải dùng đến trái tim và đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người ấy để suy nghĩ, hãy cố tìm hiểu lý do của đối phương trở nên khó hiểu như vậy thay vì cứ cứng rắn đối chọi, vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim dễ đắc tội với người khác do tính cách cực đoan tử vi tuổi bính tý thuộc thủy bị hiểu lầm nhưng không thể giải thích rõ ràng tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa tình cảm không được như mong đợi tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nên học cách lắng nghe và dùng con tim hơn là lý trí tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc có họa tiểu nhân rình rập Vậy đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này bạn đang có điểm báo phải chịu nhiều áp lực muộn phiền về mặt tinh thần do công việc của bạn không được như kịch kỳ vọng bởi với bạn tuổi sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất sửu mùi gây ra và với bạn tuổi Sửu, dường như bạn càng hy vọng nhiều thì lại càng dễ gặp trở ngại, bạn không biết nên phải làm như thế nào mới đúng. Và với bạn mệnh tuổi Sửu, bạn vốn là người tự tin trong cuộc sống, song đôi lúc sự tự tin của bạn lại trở nên thái quá, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn về phía trước mà không tính tới chuyện hậu quả về sau đó. Để rồi khi gặp trở ngại với bạn tuổi Sửu, rất dễ đánh mất phương hướng trở nên rối bời và không biết cách nào để thoát ra khỏi mớ bòng bong do chính tay của mình gây nên. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh báo hiệu với bạn tuổi Sửu cần phải tránh thỏa tỏa thái độ kiêu ngạo, kẻo lại làm mất lòng người khác. Nếu không, khi gặp khó khăn, bạn sẽ phải độc lập một mình tự giải quyết mọi việc và từ vi tuổi ất xỉu thuộc kim công việc gặp khó khăn áp lực bỏ vây từ vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy tự tin dẫn đến tự kiêu chủ quan gây ra sai lầm từ vi tuổi kỷ xỉu thuộc họ phải một mình giải quyết những rắc rối mà không được sự trợ giúp của ai từ vi tuổi tân xỉu thuộc thổ dễ vướng phải rắc rối tốn quan trường từ vi tuổi kỷ xỉu thuộc mộc kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Tỵ. tử vi tuổi dần thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi dần tua chúng ta thấy là với bà tuổi dần đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần đang có điểm báo bạn lơ là mất cảnh giác rất dễ mất tập trung để những chuyện cá nhân cảm xúc riêng tư của mình ảnh hưởng tới công việc công việc của bạn bị trì trệ kéo theo vận trình tài lộc của bạn mệnh cũng giảm sút trầm trọng nữa. Do đó, với bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, rất dễ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng khi phải giải quyết những trọng trách mà cấp trên giao cho bạn. Ngay cả những vấn đề đơn giản, bạn cũng phải làm đi làm mà lại, làm mãi mới xong. Dường như cấp trên đem rất không hài lòng với biểu hiện này của bạn tuổi dần và với bạn tuổi dần nên sớm điều chỉnh lại tinh thần để giữ được thái độ làm việc nghiêm túc kéo những cố gắng của bạn trước đó lại đổ sông đổ bể. Trong quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc thì ngày này đối với bạn tuổi dần bạn đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy công việc của bạn tuổi dần đã không được suôn sẻ mà vận trình tình cảm của bạn cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc, dù bạn đã cảm thấy vô cùng là mệt mỏi về tình trạng này, nhưng cái tôi của cả hai bên đều quá lớn, cho nên chẳng ai chịu nhường bỏ ai cả. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, đôi lứa xung khắc dẫn đến mâu thuẫn triển min Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, cảm xúc cá nhân ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ, cấp trên không hài lòng với thái độ làm việc của bạn. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, cần phải bình tĩnh để không mắc phải sai lầm. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim, làm việc gì cũng không được suôn sẻ như ý. Về đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi mão, cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ. Cho nên, cái vận trình của bà tuổi mão trong ngày hôm nay đang rất đáng mừng hơn hạn so với những ngày trước đó. Chẳng những công việc của bạn tuổi mão có được bước đột phá mới mẻ mà cái chuyện tình cảm của bạn mệnh cũng vô cùng là thuận lợi nữa. Và với bạn tuổi mão, bạn biết vận dụng khả năng sáng tạo và sự khéo léo của mình để làm ra những thành quả tốt nhất. Hơn nữa, tính cách hòa đồng cũng giúp cho bạn tuổi mão nhận được sự giúp đỡ, đắc lực của đồng nghiệp xung quanh. Nhờ vậy, tín độ công việc của bạn trở nên trơn tru và thu được kết quả tốt. Cách chuyện tình cảm của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, bạn đã học được cách vượt qua những nỗi đau trong quá khứ để bước tiếp về phía trước và nắm giữ được hạnh phúc trong tầm tay của mình. Bạn tuổi mão hiểu rằng hiện tại mới là quan trọng nhất và sẽ trân trọng những gì mà mình đang có thay vì cứ mãi hoài niệm về những gì đã qua. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp được thực thần độ mệnh. Cho nên, con đường tài lộc của bạn tuổi mão cũng đang có được báo hiệu rộng mở thanh thang. Bạn tuổi mão đang có được cơ hội để phát tài đã đến rất gần trong ngày này đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán lại càng có được lộc hơn trong ngày hôm nay lợi nhuận tăng lên gấp bội phần với bạn về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy công việc có bước đột phá mới mẻ tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa biết cách vượt qua những khó khăn trong quá khứ và nắm giữ hạnh phúc hiện tại tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ tạo được thành tựu đáng kể nhờ khả năng sáng tạo của mình tử vi tuổi tân mão thuộc mộc mối quan hệ với đồng nghiệp vô cùng là tốt đẹp. Từ vi tuổi quý mão, thuộc kim, tài lộc được tăng tín, kinh doanh phát đạt. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi hợi tuổi mùi Từ v tuổi thìn thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thìn, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông, thìn tuất xịu mùi, cho nên, bạn tuổi thìn, bạn đang có điểm báo sẽ phải trải qua một ngày không được may mắn với mình. Và với bạn mệnh tuổi thìn, dễ xảy ra xung khắc với đồng nghiệp khiến cho công việc của bạn gặp nhiều trục trặc. Đã vậy, với bạn tuổi thìn, bạn đang có thái độ gây gắt thái có và cái điều này khiến cho mọi chuyện càng trở nên ẩm ý, khó giải quyết êm đẹp và thậm chí còn phải có sự can thiệp của lãnh đạo mới có thể giải quyết được. Với bạn tuổi thìn, nếu cứ việc bé xé ra to như vậy thì cấp trên sẽ không hài lòng với thái độ của bạn và bạn cần phải bình tĩnh để giải quyết. Tuy nhiên, với sự trợ lực của chính quan chiếu mệnh trong ngày hôm nay mà bạn mệnh tuổi thìn vẫn có được cơ hội thăng tín nếu như bạn thay đổi cái tính bảo thủ, cứng nhắc của mình. Bạn tuổi thìn, bạn là người có tinh thần trách nhiệm cao và làm việc có đầu có đuôi, đó chính là những yếu tố, những tố chất cần thiết cho một người thành công. Ngoài ra, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà Tử Thìn, bạn lại đang gặp ngày của thổ khí vượng. Cái điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn. Nhất là trong thời điểm này, bạn có nhiều điều cần phải lo nghĩ, áp lực công việc triền miên như hiện nay. Và với bà Tử Thìn, bạn cũng cần phải xây dựng một chế độ làm việc và nghỉ ngơi thư giãn hợp lý để bảo vệ cơ thể của mình, sao cho được khỏe để hoàn thiện khối lượng công việc của mình. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, sức khỏe xa sút gặp nhiều căng thẳng. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, công việc có nhiều trở ngại hơn bình thường. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên không hài lòng về bạn. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, có cơ hội thăng tín nếu như bạn chịu thay đổi tính cách bảo thủ từ vi tuổi nham thìn thuộc thủy áp lực công việc ảnh hưởng tới giấc ngủ và ăn uống của bạn và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu, tuổi thân Tử vi tuổi tỵ thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang nhờ có chính tài độ mệnh cho nên bạn tuổi tỵ đang đạt được những bước tín khả quan trong việc thực hiện những kế hoạch về tài chính lâu dài của mình. Bạn mệnh tuổi tỵ biết cách kiểm soát trong việc chi tiêu cũng như là đầu tư sao cho có thể thu về lợi nhuận lớn nhất. Đôi lúc với bạn tuổi tỵ cũng gặp một số vấn đề khó khăn nhưng càng về sau sự sắc sảo và nhạy biến của bạn càng được bộc lộ rõ ràng và sẽ giúp cho bạn có được nguồn tài chính ổn định và thoải mái hơn trong việc chi tiêu theo ý muốn của mình xét về ngũ hành tương sinh tương khắc trong ngày này đối với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thế cho thấy với bạn tuổi tỵ bạn đang càng trở nên phụ thuộc quá nhiều vào nửa kia thế nhưng chuyện tình cảm nếu cứ mãi chỉ có một phía trao đi thì sẽ rất khó có thể bền lâu được không phải lúc nào hy sinh tất cả cho người mình yêu cũng là điều đúng đắn và với bạn tuổi tỵ bạn hãy biết cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa và ngày này đối với bà tuổi tỵ nhân thần ở phía khớp cổ chân khí sung và xương bánh chè vì vậy với bà tuổi tỵ nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mộ xỉa châm chích ở các vị trí này vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tài chính có được cải thiện thu nhập ổn định tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ phải biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc nên xây dựng các kế hoạch chi tiết cho mục đích về lâu dài. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim trở nên phụ thuộc quá nhiều vào nửa kia. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, tình cảm cần phải có sự chia sẻ và hy sinh của cả hai phía. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày quốc cục diện ngọ mùi nhị hợp đây là dấu hiệu cho thấy với bạn tuổi ngọ đang có được báo hiệu vận trình đào hoa của bạn rất chi là vượng trong ngày hôm nay Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, rất có thể sẽ được quý nhân dẫn đường trị lối để cho bạn nhanh chóng tìm ra một nửa của mình mà không cần phải kìm tím đâu xa xôi. Còn đối với các cặp đôi thì trong ngày này có thể đi đến quyết định quan trọng để thay đổi cuộc đời mình. Cả hai bạn muốn có một sự ràng buộc rõ ràng cho cái mối quan hệ tình cảm đã chín mồi của mình. Đó, đó cũng chính là cách để cho cả hai có thể chăm sóc và yêu thương nhau mỗi ngày nhiều hơn nữa. Và với bạn tuổi ngọ, chẳng những cái chuyện tình cảm của bạn được thang hoa mà con đường tài lộc của bạn cũng đang có được những tin mừng nhờ bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh bạn tự ngọ, bạn có thể được thử một khoản tiền không hề nhỏ từ nghề tay trái của mình. Dù chỉ là khoản tiền kiếm thêm, nhưng đó là thành quả mà bạn rất xứng đáng nhận được cho những nỗ lực của mình đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, với bạn tự ngọ, bạn nên giữ thái độ đúng mực, chớ nên tỏa ra kiêu ngạo với những gì mình đang có, kéo lại có người sinh lòng ganh ghét, sẽ cố gắng tìm cách phá hoại công sức của bạn và tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tình duyên thuận lợi tình cảm thăng hoa tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy quý nhân dẫn đường trị lối mọi việc đều suôn sẻ tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa tài lộc tăng tín nhờ nghề tay trái của mình tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ chớ nên tỏa ra kiêu ngạo khi được lợi tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc cần cẩn thận kẹo lại có người ganh ghét đố kỵ với bạn Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mùi, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cho nên bạn tuổi mùi đang có điểm báo rất có thể sẽ xảy ra tranh cãi với cấp trên do những bất đồng về ý kiến trong công việc. Và với bà tuổi mùi, bạn nên kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, luôn giữ đúng chức trách và bổn phận của mình để tránh lỡ miệng nói ra những điều không nên nói. Và nếu như bạn nêu cao quan điểm cá nhân là cần thiết nhưng cần phải chú ý tới tình huống cụ thể cũng như là đối tượng mà bạn đang giao tiếp. Những kẻ tiểu nhân xung quanh cũng chỉ có chờ bạn sơ hở nhân dịp như thế này để dạo đổ bìm liêu dìm bạn xuống hoàn vực lên trên bạn. Và với bạn tuổi mùi, bạn hoàn toàn có thể tránh được những điều rắc rối nếu như bạn giữ được thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm hơn với công việc. Trong ngày này, đối với bạn tuổi mùi, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn được may mắn lợi hơn nếu như là việc ký kết hợp đồng làm ăn bạn sẽ tìm được cái mối đầu tư rất chi là hứa hẹn trong tương lai. Phải tử vi tuổi ất mùi thuộc kim đang có điểm báo tranh cãi với cấp trên do bất đồng quan điểm. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có thể gặp rắc rối do tính nóng nảy, ăn nói thiếu suy nghĩ của bạn. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa đề phòng có hỏa tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ nên có thái độ nghiêm túc và trách nhiệm hơn với công việc của mình. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, không nên vượt quá bộ phận của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ Từ vi tuổi thân thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với ba tuổi thân cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang đến rất nhiều cơ hội quý giá đối với bà tuổi thân để có thể rút ngắn được chặng đường bước tới thành công với mình. Và với bà tuổi Thân, càng những ngày cuối năm, công việc của bạn lại càng chốc chồng chất nhiều, nhưng bạn vẫn có thể giải quyết được ổn thỏa mọi thứ nhờ vào năng lực vượt trội của bản thân mình. Tuy nhiên, với bà tuổi Thân, dù là bạn ham học hỏi, thông minh, nắm bắt vấn đề nhanh chóng, nhưng khuyết điểm của bạn mệnh là chưa thực sự tự tin vào bản thân mình luôn lắm, cho nên hay chần chừ, rua dự để rồi bỏ lỡ nhiều cơ hội vụt mất tầm tay. Không phải ai cũng có được may mắn như bạn. Vì vậy, với bà tuổi thân cần phải nắm chắc cơ hội khi nó đến, đừng có do dự thêm nữa. Chỉ cần bạn quyết tâm cao độ và đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình, chắc chắn bạn sẽ được thăng tín và thành công hơn rất chi là nhiều. Xét về quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc. Trong ngày thứ tư này đối với bà tuổi thân, bạn lại đang gặp ngày thổ sinh xuất chua kim. Cái điều này cho thấy với bà tuổi thân đang có dấu hiệu con đường tình duyên của bạn khá chi là thuận lợi, đôi lứa có được sự hòa hợp. Vợ chồng êm ấm, những mâu thuẫn và hiểu lầm trước đó của bạn đều được hóa giải nhờ vào việc cả hai luôn nghĩ cho đối phương. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, công việc của bạn nhiều nhưng đều có thể giải quyết ổn thỏa. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa có cơ hội tăng tín, song không biết nắm bắt vì hay do dự. Tử vi tuổi mạo thân thuộc thổ cần quyết đoán hơn khi đối mặt với các lựa chọn quyết định trong tương lai. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc tình cảm êm đẹp, đôi lứa hạnh phúc. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim có mục tiêu rõ ràng, sẽ rút ngắn được thời gian đi đến đích. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu trong ngày này đang có được thiên ấn nâng đỡ, cho nên sẽ phát huy được khả năng sáng tạo của mình trong công việc và bạn tuổi Dậu bạn có thể đạt được những bước ngoặt quan trọng nhờ vậy mà vận dụng tốt được năng lực để vượt qua mọi khó khăn trong công việc, cuộc sống. Cũng trong những thời điểm này với bạn tuổi dậu, cấp trên đã lặng lặng quan sát và chấm điểm bạn khá chi là cao trước bản lĩnh vững vàng mà bạn đang sở hữu. Và nếu như bạn tuổi dậu đang có được cấp trên giao cho nhiệm vụ quan trọng thì bạn hãy tự tin thể hiện bản thân của mình hơn nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dậu, bạn lại đang gặp được ngày thổ dưỡng cho kim, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi dậu, bạn đừng có vội bộ cuộc khi thấy chuyện tình cảm của mình không được như ý muốn, rồi những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Và với bà tuổi Dậu, bạn hãy cứ coi như những giây phút cô đơn của mình hiện tại là để cho bạn chuẩn bị kỹ càng hơn cho chuyện tình cảm của mình trong tương lai sắp tới. Còn đối với những bạn đã có một nửa rồi thì có thể yên tâm với hạnh phúc mà mình đang có. Càng ở bên nhau, cả hai càng thêm trân trọng đối phương hai bạn đã tìm được tiếng nói chung cho nên hãy cùng xây đắp hạnh phúc thật dài lâu, bền chặt hơn nữa. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy có được nhiều cơ hội để tăng thu nhập cho mình. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa tiền bạc được dồi dào, không cần phải lo lắng quá. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ con đường tình duyên của bạn thám sắc, tin vui báo về. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc vợ chồng có được sự hòa hợp, gia đình hạnh phúc, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim có thêm thu nhập cho mình nhờ biết sáng tạo. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. tử vi tuổi tuất thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cho nên bạn tuổi tuất đang có điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn không được tốt cho lắm có những chuyện bạn cứ nghĩ hai người yêu nhau lâu thì sẽ hiểu được cho nhau nhưng hóa ra lại không phải là như vậy và với ba tuổi tuất, bạn càng lúc càng cảm thấy thất vọng và chán nản với sự vô lý của đối phương. Thậm chí, bạn còn nghĩ yêu nhau mà cứ dằn vặt nhau. Một bên thì cứ cố gắng giữ, còn bên kia lại không chịu hợp tác thế này thì tốt nhất là nên giải thoát cho nhau thì hơn. Trái với những trục trặc trong chuyện tình cảm thì về cái vận trình công việc của bạn tuổi tuất trong ngày hôm nay lại đang có được báo hiệu thăng hoa hơn hẳn bởi bạn đang nhờ được chính quan hiệp lực có lẽ bạn tuổi Tuất muốn quên đi những mâu thuẫn về tình cảm cho nên đã dành hết tâm trí vùi đầu vào công việc. Do đó, tín độ công việc của bạn trở nên nhanh gọn hơn và đạt được kết quả cao hơn. Dù bạn tuổi Tuất bận bịu đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình nữa. Bạn thường xuyên căng thẳng đầu óc, lại thêm ăn uống ngủ nghỉ không khoa học có thể khiến cho cơ thể của mình bị quá tải và bị đình công bất cứ lúc nào. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ tình cảm không được như ý, vợ chồng đồng sàng di mộng. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, đôi lứa thiếu đi sự thông cảm, không tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, công việc có nhiều tín mộ nhờ sự tập trung cao độ của bạn. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, cần chú ý tới sức khỏe của mình. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy nên xây dựng chế độ ăn uống, nghỉ ngơi sao chua khoa học để sức khỏe của mình được đảm bảo. Về đánh giá của bà tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. Từ tuổi ngọ Tử vi tuổi hợi thứ tư ngày 30 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp hợi máu mùi phù trợ cho nên bà tuổi hợi đang nhận được sự giúp sức không hề nhỏ của quý nhân để giải quyết các rắc rối đang còn tổn động từ trước đó của bạn. Và với bà tuổi hợi, kể cả là các dự án đang quản giang dở hay là các khoản vay nợ về tài chính đều sẽ được xử lý ổn thỏa mang đến cho bạn sự yên tâm rất lớn. Nhân cơ hội này, bà tuổi hợi có thể tiến hành đầu tư vào những hạng mục mà mình đã nhắm đến từ lâu để sớm thu về kết quả cho mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy, với bạn mệnh tuổi hợi nên cẩn thận với những lời đường mật của người khác. Chưa chắc những lời ngôn ngoặt đó đều xuất phát từ sự chân thành thật lòng ở họ. Đôi khi, một vài kẻ chỉ lợi dụng ánh hào quang của bạn nhằm chuộc lợi từ bạn mà thôi. Ngoài ra, xét về ngũ hành tương xung tương khắc thì trong ngày này đối với bà tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy với bà tuổi hợi rất có thể sẽ gây nên một vài mâu thuẫn giữa bạn với người nhà. Sự nghi ngờ và thiếu tin tưởng của người thân khiến cho bà tuổi hợi càng thê phần, quyết tâm, chứng tỏ năng lực, sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa có được quý nhân giúp sức mọi việc suôn sẻ tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tài chính ổn định nên mạnh dạn đầu tư tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc cần cẩn thận với những lời đường mật bên tai tử vi tuổi tân hợi thuộc kim có thể xảy ra mâu thuẫn với người thân tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy bạn có được quyết tâm cao độ chứng tỏ sự lựa chọn của mình về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này sự nghiệp năm sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.